Đây là chiếc kìm mỏ quạ yêu thích của mình co 3 Cái mã sản phẩm là 8722250 Chiếc kìm này nó có một cái đặc điểm rất hay Đó chính là cái cơ chế khóa tự động các bạn Các bạn có thể thấy này So với những cái kìm khác đó thì nó sẽ có hai hàng răng ở đây Còn cái kìm của Clipic nó chỉ có một cái hàng răng ở đây thôi So với một chiếc cờ lê thông thường đó Thì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều Ví dụ chúng ta có một cái bô lông ở đây Đó Cái khu vực này thì các bạn chỉ có thể truy cập từ dưới này thôi nha không thể lấy ở trên thì khi các bạn đút này vào này đó các bạn sẽ không thể có đủ không gian để xoay cái này đó nhưng với chiếc kìm mỏ quạ của Calibex mình sẽ thị phạm cho các bạn thấy này tính năng quick set cực hay các bạn đặt vào đây các bạn đẩy đó nó đã giữ được cái này rồi đúng không ạ đó nó giữ rồi này mình bỏ ra cho các bạn nhìn hình dung nó dễ này đó nó đã giữ được đúng không ạ các bạn lại mở ra đó, các bạn xoay xong các bạn lại mở ra các bạn đút vào các bạn lại xoay đó rất là tiện đúng không ạ? rồi cảm ơn các bạn, linh vào mã giảm giá thì mình sẽ để ở phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nhé. chào các bạn.